Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Honey. Mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail của Trung tâm. Thì hôm nay mình quay với chủ đề là làm nail không có nghèo á, với một cái bài đó là bài đắp bột. Và bài đắp bột này á là vô cùng đơn giản nhưng mà rất là xinh. Chúng ta có thể áp dụng ở trên móng dài cũng được, móng ngắn cũng được. Mời các bạn hướng theo Nhân nha. Trước khi đắp bột, chúng ta cũng làm các thao tác cơ bản, đó là đi da, đi nhám bề mặt móng thật, gắn móng tiếp, dũa phơm, bôi lên, khử dầu, liên kết bột. Và bây giờ chúng ta vô cái bài thiết kế. Bài hôm nay Nhân muốn hướng dẫn các bạn đó là bài ẩn hoa khô ha. Đầu tiên chúng ta cho một lớp bột lia lên để giúp cho cái hoa nó định hình, nó đặt vô đúng nơi đúng chỗ hơn, nó dính hơn. Sau đó chúng ta lấy những cái cụm hoa như ý của chúng ta, đặt hoa lên, hơi ấn nhẹ vô cho nó ôm vô bề mặt móng, rải hoa ra. Ví dụ như chúng ta thích rơi đồ thì các bạn cứ đặt vô nha, một lượng vừa vừa thôi, đừng có quá nhiều, quá dày đặc quá nó cũng không có đẹp, mà nó bị hơi ít nó cũng không có xinh. Rồi xong, sau đó chúng ta bố cục lại một miếng bột lia cho mấy cái cành hoa này nó định hình lại, nó yên vị nha các bạn. Rồi bước tiếp theo, thí dụ như các bạn thích có thêm màu sắc ở trên cái móng này, các bạn có thể cho một miếng bột màu lên những cái phần đang trống trải đó. Xong sau đó các bạn bố trí kim tuyến lên cho nó sinh động hơn, nó lấp lánh hơn, rất là dễ. Đặc biệt ở trên cái hoa khô này nó kiểu như là nó cũng vintage, nó cũng cổ điển á, nhẹ nhàng đáng yêu, khách rất là thích. Chúng ta thêm kim tuyến vừa phải thôi, đừng quá nhiều. Rồi xong sau đó chúng ta lại lên lại một lớp lia để chúng ta định hình cái kim tuyến cũng như là cái hoa khô rồi đó. Rồi thì giờ chúng ta sẽ kéo bột như bình thường, kéo bột lia phủ lên trên nha. Và các bạn nhớ lưu ý với Nhân, khi các bạn kéo bột lia thì cái nước li quỳt của mình phải sạch. Nước li quỳt sạch thì nó sẽ trong, bột lia của mình trong, nó tạo nên cái độ bắt mắt cái móng hơn. Các bạn đang sử dụng một cái dạng bột hơi chảy thì sau khi các bạn lấy bột á, các bạn trả nước lại ở trên cái giấy nha, để cho bột dẻo một chút. Nhưng thôi các bạn đặt lên tay khách thì nó chảy, các bạn khó thao tác nha. Đặt bột lia lên, vuốt nhẹ nhàng. Các bạn ơi, các bạn có đặt câu hỏi gì cho Nhân không? Chẳng hạn như là độ gồ của lớp đắp bột bao nhiêu là đủ? Chẳng hạn như là làm sao cho lớp đắp bột nó trở nên lâu bền ở trên tay của khách? Các bạn nhớ để lại comment ở bên dưới giúp Nhân nha. Khi các bạn có comment thì Nhân mới giải đáp được. Nhiều khi Nhân giải đáp mà nó không đúng như chỗ mà các bạn đang thắc mắc á, nên nó cũng hơi phí. Nên các bạn hãy tương tác với Nhân đi, nhớ bấm follow Nhân nữa nè. Ở tại Trung tâm Honey thì có lớp đắp bột nè, có lớp nail salon nè. Rồi trong lớp nail salon của mình thì có tới 4 môn, còn lớp đắp bột thì chuyên về bột, từ cơ bản cho tới nâng cao ha, từ cách lấy bột, kéo bột, cách design, rất là nhiều mẫu design. Kéo bột một cục, kéo bột nhiều cục, cỡ nào làm cũng được hết. Các bạn thử đến tìm hiểu tại trung tâm mình nha. Rồi sau khi chúng ta đắp bột lia xong rồi thì các bạn sẽ đợi nó khô hẳn hoàn toàn, các bạn tiến hành dũa và lên lớp top nha.
Vừa rồi Nhân làm một cái móng đắp bột. Trong móng đắp bột Nhân đã ẩn nước hoa khô. Bạn có thể kết hợp thêm lá khô, kim tuyến, hoặc là kết hợp thêm ẩn hạt từ, cũng như là giấy vàng, giấy bạc rồi đó. Những cái phụ kiện ẩn bên dưới đều có thể kết hợp được. Tuy nhiên, nếu như trong cái bột móng đó của bạn, bạn cố tình làm hoa khô, thì bạn phải làm sao cho tôn lên cái hoa khô của mình, cũng như là những cái phụ kiện đi kèm như là kim tuyến đồ, hoặc là giấy nhũ rồi đó, thì nó không quá nhiều để cho cái hoa khô của mình nó bị chìm nha các bạn. Và khi mà các bạn kéo bột á, thì các bạn nhớ lưu ý giúp Nhân là hãy cảm nhận cái độ chảy của bột, coi cái bột ở giai đoạn nào để chúng ta có thể đi cọ một cách chính xác nhất, giúp cho mình cái móng đẹp nhất có thể để hạn chế dũa nhớ nha. Và bây giờ chương trình này khép lại tại đây. Các bạn nhớ có phản hồi hay cái gì đó thì có thể comment bên dưới giúp Nhân nha. Nhớ bấm follow Nhân nữa nè. Có thể liên hệ hotline, cũng như mời các bạn hãy đến với 161 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, để chúng ta trao đổi, tìm ra những gói combo học tập hấp dẫn phù hợp với từng bạn. Xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở clip sau.